Thưa quý vị, dịp Tết Dương lịch năm nay, nhiều du khách đang chọn Đà Nẵng làm điểm đến cho hành trình tham quan, du lịch của mình. Chính vì vậy, các khu điểm du lịch thành phố cũng nhộn nhịp hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn trong ngày hôm nay. Theo Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, trong ngày hôm nay ngày 2 tháng 1, tổng lượt khách tại đây ước đạt hơn 1.700 lượt. Cảnh quan thiên nhiên Sơn Kỳ Thủy Tú cùng môi trường du lịch thân thiện, an toàn là những điểm nhấn ghi dấu trong lòng du khách ngay từ lần đầu đặt chân đến đây. Nhân dịp Tết Dương lịch, em đến Đà Nẵng với gia đình nên hôm nay em đến Ngũ Hành Sơn để tham quan di tích ở đây và em thấy ở đây rất đẹp và con người rất thân thiện. Em chắc chắn là sẽ quay lại vào một dịp nào đó. Đến với Ngũ Hành Sơn là lần đầu tiên mình đến. Nhưng cảm nhận đầu tiên thì cái môi trường rất là thân thiện. Và mình cũng thấy cái môi trường đây có cái sự bảo tồn, là giữ được những cái cảnh quan. Cái đó sẽ thu hút được rất nhiều du khách và trong đấy cũng có mình. Dự kiến trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay, di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ đón khoảng 5.100 lượt khách đến tham quan, du lịch. Cũng bắt đầu từ những ngày đầu năm nay, khu điểm du lịch này thực hiện miễn thu phí vé tham quan dành cho du khách trong nước và quốc tế, theo chủ trương của thành phố. Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng cho biết, dù miễn phí trong cả năm 2021, nhưng du khách đến tham quan vẫn sẽ luôn được hướng dẫn, phục vụ tận tâm.